Kính thưa các thầy và các sư cô, chuyên đề quan niệm giải thoát của Đức Phật đó, sẽ gồm hai bài 13 và 14. Trong bài 13, chúng ta sẽ tìm hiểu về bản chất và mục tiêu của Niết Bàn. Trong chuyên đề này, chúng ta khảo cứu thứ nhất là khái niệm, thứ hai là loại hình, và thứ ba là bản chất. Vấn đề 1, khái niệm Niết Bàn. Số 1, từ bi. Trong ngôn ngữ Bắc Phạn, Niết Bàn được gọi là Nirvana, tương đương với thuật ngữ Nam Phạn là Nibbana. Nibbana trong Nam Phạn bắt đầu bằng tiếp đầu ngữ Nis, và trong Bắc Phạn bắt đầu bằng tiếp đầu ngữ Nia. Cả hai đều là phủ định từ. Từ căn va số nhiều có nghĩa đen là sự rò rỉ, sự rỉ giải, sự rơi rớt. Cho nên khi ráp cặp từ này lại, Nibbana trong tiếng Pali và Nirvana trong tiếng Sanskrit được hiểu là sự kết thúc dòng chảy, hay là kết thúc sự rò rỉ, sự rơi rớt. Và rộng hơn nữa đó là kết thúc sự rơi rớt ở trong sanh tử do nghiệp tham ái chi phối. Do đó người đạt được Niết Bàn trở nên an lạc, thanh lương, thông dong, tự tại, hãnh thơ ngay trong kiếp sống hiện tại này. Trong ấn dụ giải thoát đó, thì Nibbana được sánh ví với trạng thái ngọn lửa bị dập tắt. Do nhiên liệu tạo thành lửa đó đã hết sạch rồi. Tiếng Pali gọi là Abhava, tỉnh đoạn gọi là Vibhava. Nhiên liệu là yếu tố cần và đủ để tạo ra sự cháy của lửa. Khi nguyên liệu đã hết thì lửa muốn cháy cũng không được. Tương tự, tham ái là yếu tố quan trọng, được xem là nhiên liệu của sanh tử. Cho nên ở con người nào mà tham ái chưa được chuyển hóa đó, thì tái sinh do nghiệp chắc chắn diễn ra. Trong bối cảnh đó, chúng ta có thể khẳng định rằng người tại gia còn đời sống tình yêu và vợ chồng không thể đạt được Niết Bàn, không thể giác ngộ giải thoát. Vì Niết Bàn là quả chứng mà toàn bộ các hoạt động của tham ái, bao gồm dục ái tức tính dục, hữu ái tức tái sinh, vô hữu ái tức là trầm cảm không muốn tiếp tục sự sống, đều kết thúc. Và để đạt được điều đó, người xuất gia được xem là ứng cử viên thích hợp nhất. Những người tại gia độc thân có mức độ tu học nghiêm túc như tăng ni có thể đạt được phần nào cái cơ hội đạt được Niết Bàn. Niết Bàn không phải là trạng thái tận diệt, kết thúc vĩnh viễn sau cái chết, lại càng không phải là một cảnh giới siêu nhiên trong các tôn giáo nhất thần hay là đa thần. Niết Bàn cũng không nên được đánh đồng với Phạm Thiên hay là Thượng Đế
trong các tôn giáo. Niết bàn á, hiểu trong nghĩa đơn giản nhất là trạng thái tâm khi mà toàn bộ các nỗi khổ niềm đau đã được kết thúc một cách toàn triệt. Đó là nội dung của cảm hứng ngữ phần 80 Anto Dukhasa, tức là kết thúc toàn bộ khổ đau. Akaliko tức là xuyên thời gian, tức không phải là chỉ nhất thời. Uống lúc giảm đau đó, chúng ta hết đau nhất thời cấp kỳ. Còn trị liệu hết bệnh tật đó, thì toàn bộ cái đau đó mới thật sự được kết thúc. Nếu dùng ảnh dụ để mô tả đó, thì Niết Bàn đó là trạng thái phục hoạt sức khỏe toàn triệt nhất, hoàn thiện nhất. Số 2, các mô tả về Niết Bàn làm mà công tác thống kê, chúng ta sẽ thấy có 3 nhóm từ mô tả về bản chất Niết Bàn. Nhóm từ phổ thông nhất đó là mô tả Niết Bàn qua các từ khẳng định nhằm nói về giá trị rất là đặc biệt mà người chứng kiến Niết Bàn nó có thể trải nghiệm. Nhóm từ thứ hai là mô tả ẩn dụ, thì có những trường hợp đó, dùng ẩn dụ mới làm cho chúng ta hiểu sâu sắc được, hiểu thấu đáo được cái tính đặc thù và siêu việt của Niết Bàn so với cái trạng thái an lạc bình thường, bao gồm an lạc giác quan, hạnh phúc giác quan. Và thứ ba đó là nhóm từ phủ định nhằm giúp chúng ta thấy rõ là người đạt được Niết Bàn đó là không còn những nỗi khổ niềm đau và nguyên nhân của chúng. Thứ nhất đó là nhóm từ ẩn dụ xuất hiện trong tương ưng tập 4 trang 368 đến 73 bản Bali. Đức Phật đã nói rằng là Niết Bàn giống như một hòn đảo Dipa. Tôi nói về cái tính an ổn của nó trước là sóng to gió lớn, trải qua thì nhiều thiên niên kỷ mà hòn đảo đó vẫn sừng sững, không bị nước biển cuốn trôi. Hoặc là như hang động Lena, hang động là nơi trú ẩn có thể giúp cho khách bộ hành đó chống được mưa nắng thú dữ và bình yên. Ý nói là người đạt đến Niết Bàn đó đạt được cái sự bình yên, được sự an toàn, đạt được cái an ninh tuyệt đối, hoặc là nơi nương tựa Saranam, dựa lên trên các nương tựa vợ chồng, cha mẹ con cái, nhà cửa, động sản, bất động sản. Trong tương lương tập 1 trang 125 và xuất hiện ở tập 4 trang 371 thì Niết Bàn còn được gọi là bờ bên kia, Paramita. Thế đó là một trạng thái nó vượt lên trên tất cả những hạnh phúc mà chúng ta có ở kiếp con người này trên địa cầu này. Cái bên kia là cái vượt lên trên chứ mà là cái đối lập. Đó là những cái ẩn dụ rất là tiêu biểu. Vì là ẩn dụ, chúng ta không nên hiểu nó theo nghĩa đen. Như hòn đảo khác hoàn toàn với là hòn đảo, như hang động khác với là hang động, như nơi nương tựa khác với nơi nương tựa, như bờ bên kia khác với bờ bên kia. Tại vì Niết Bàn không phải là một cảnh giới, không phải là một nơi trốn. Và các ánh dụ này đó vay một các hình ảnh của cảnh giới là nơi trốn để giúp chúng ta thấy rõ được cái tính năng đặc biệt mà người trải nghiệm Niết Bàn đó đạt được. Sau đây là những mô tả mang tính khẳng định mà theo đó đó chúng ta thấy được cái nội hàm của Niết Bàn là rất sâu sắc. Khẳng định quan trọng nhất đó, Niết Bàn là sự thanh tịnh của tâm, giải phóng hết toàn bộ các khổ đau asukam, sự an ổn toàn triệt khe năm, trạng thái cân bằng của tâm akutam padam, sự an tịnh san tâm, không còn bóng dáng của sợ hãi akuto paya, sự bình yên tuyệt đối, Parama Santi,
tư mẫn, avabayo, không dao động, acharam, trạng thái vững chắc, akuba, không bị lay chuyển, asamhiram, bất động, asamkubam, du nhiếp, nivunam, thanh tịnh, sudi, sức khỏe toàn hảo, aruya, trở nên thanh lương, siti buto. Thì đó là những cái cặp từ được xuất hiện rất là thường xuyên trong văn học Pali nhằm khẳng định giá trị an lạc của Đức Bạc mà người chứng đắc đã đạt được ngay trong cuộc sống hiện tại này. Những từ khẳng định về cái gì cảm xúc đó, thì có thể được định nghĩa như là sự hạnh phúc siêu tâm, sự an lạc cao nhất, bao nhiêu năm xuân hâm. Ngoài khẳng định về giá trị an lạc, thỉnh thoảng chúng ta còn bắt gặp rất nhiều các cái khái niệm nói về tính chuyển hóa mà người đạt Niết Bàn đạt được. Niết Bàn là giải thoát Muti, giải thoát khỏi khổ đau Vibhuti, giải thoát khỏi ràng buộc Sabagamtha Bamochanam, sự an ổn khỏi ràng buộc Yoyakema, là sự cứu kính an tâm, giải thoát khỏi chấp bất tịnh Asankilitha, giải thoát khỏi chấp bất Analaya, chân lý cao thượng nhất Ariya Sakkam. Đó là những từ khẳng định nhằm nói về giá trị chuyển hóa, mà ở đây đó là nỗi khổ, niềm đau, bất hạnh, những ràng buộc, những cái dính mắc mà con người đó có thể bị dính kẹt trong quá trình sống. Về phương diện phủ định thì Đức Bàn được mô tả là sự đoạn diệt các tham ái Tanha Khaya, không thuộc về duyên khởi Asamkhata, chấm dứt tất cả các uẩn và tập hợp Nirodha, không còn bất kỳ một vướng mắc gì Viraga. Ngoài ra chúng ta còn có những từ thông dụng khác như là vô sinh Achata, thoát khỏi già Achara, không bệnh tật Abhidham, không đau khổ Asukham, không ô uế Asan Kilitham, bất tử Amata, không còn tái sinh Abhinyabhava, không còn trở thành Abhuta, là vô vi Agata, không được duyên khởi Asamkata, không còn tham luyến Asesa Viraga Nirodha, không tham lam Anicca, không sợ hãi Akuto Baya, không phiền muộn Akalita, không trở ngại Nirubhataba, không bị tràn đầy Asambada, không đối kháng Asabata, vô hại Avijapacha, không còn lậu hoặc Asava, không mê hoặc Nibbapacha, chấm dứt hiện hữu Bhavanirodha, chấm dứt sanh tử, vân vân. Đó là những khái niệm từ mô tả mang tính phủ định nhằm nêu bật được những cái giá trị tâm linh an lạc, không vướng mắc, thanh tịnh mà hành giả chú đến Đức Bàn đạt được. Ngoài ra đến Đức Bàn cũng còn được mô tả là sự chấm dứt tất cả các lậu hoặc, chấm dứt tất cả các phiền não, chấm dứt tất cả các bất thiện, chấm dứt sự tái hiện hữu, chấm dứt sanh tử và sự kết thúc của thế giới phàm Loka Nirodha. Còn gọi lại đó về của định từ thì nếu bạn có thể được mô tả là sự kết thúc tham ái Raga Khiya, sanh hẳn Dosa Khaya và vô minh Moha Khaya. Thì người nào mà đạt được ba sự kết thúc đó được xem là chứng đắc Đức Bàn ngay trong cuộc sống hiện tại này. Số 3, bản chất của Niết Bàn. Về bản chất đó, Niết Bàn là chân lý về sự vắng mặt hoàn toàn tất cả các nỗi khổ niềm đau.
Dukkham, Niroda, Ariya, Sakya. Ở đây Đức Phật sử dụng chữ Sakya để cho thấy đó là cái chân lý. Mà chân lý bao giờ cũng là quy luật, thời nào nó cũng thế thôi. Quy luật ở đây là gì? Toàn bộ khối khổ đau bao gồm sầu, bi, khổ, ưu và não đã kết thúc, và những nguyên nhân dẫn đến chúng đã không còn tiếp tục tồn tại được. Trong tuệ pháp cú 203, Niết bàn được xem là trạng thái an lạc cao cấp nhất. Nibbanam Paramam Sukham. Ở đây Đức Phật tạm dụng cái niệm mà Sukham tức là an lạc. Nhưng mà phân biệt cái an lạc của Đức Bàn khác với an lạc của các giác quan á, ngài mới thêm cái tính từ Paramam tức là siêu việt, vượt trội, đặc thù. Và do đó nó không bị chi phối bởi tính thời gian. Ở Tôn Ngôn tập 2 trang 278 á, thì Đức Bàn là trạng thái vắng mặt toàn bộ sự không thỏa mãn, hay là giải phóng tất cả các khổ đau một cách toàn triệt. Saba Dukha Bamo Chanam. Saba Dukha là tất cả khổ đau, bất kỳ là khổ thuộc về cảm xúc, thái độ hay tâm, hoặc là đau trên cơ thể mà cái phản ứng của đó có thể ảnh hưởng trực tiếp đến dòng cảm xúc. Tức là cái đau nhất đó trên cơ thể người chúng ta Đức Bàn vẫn có thể bị, nhưng mà cái khổ do đau nhất đó là không bao giờ có mặt. Nhưng mà chúng tôi xin mở một cái hoạt động nhỏ là có một số Phật tử theo Tịnh Độ Tông, như là Tịnh Độ Tông mê tín á, thì họ thường quan trọng quá cái cách chết, như là dự trưa thời chí, biết được cái giờ khắc mà mình sẽ ra đi và xem đó là dấu hiệu của chúng ta. Cái đó có khi trong một số trường hợp nó là thật, nhưng có những trường hợp khác á, có nhiều người có cái năng lực ngoại cảm đặc biệt đấy, họ chẳng cần tu gì hết họ cũng biết được họ sẽ chết vào thời điểm nào. Cho nên dự trưa thời chí không phải là dấu hiệu của chúng ta. Và những người cùng tính vào khuynh hướng này đó lại có khuynh hướng đó là khi họ cho rằng là các bậc cao tăng ở cuối đời đó chết trong trạng thái thành kinh thực Phật vài năm, thậm chí cả một thập niên là bình thường, không có phải là một cái vị đặc biệt. Đó là nó oan cho các bậc cao tăng. Chúng ta vẫn thấy trong lịch sử có nhiều bậc tăng thống có những bậc lỗi lạc vài năm cuối cuộc đời rơi vào trạng thái thành kinh thực Phật. Đừng nên quan trọng quá chuyện đó. Cái đó nó thuộc về cái cấu trúc sinh học của cơ thể. Có người chết già rất là thản nhiên, nhanh chóng. Có người đó thì chết lâu hơn, vì đó là cái hệ quả của những cái nghiệp xấu trong quá khứ. Rồi đó nó tạo thành một cái điều kiện để cho người đó tái sinh trong một cái gia đình nào đó, để chấp nhận cái duyên duy trì đó. Mà với cái duyên đó thì cái chết nó phải diễn ra là như vậy. Người ta có thể đổi được nghiệp, nhưng người ta không thể đổi được duyên. Cho nên phải bình thường hóa về chuyện đạo. Đừng xem cái đó là dấu hiệu của tốt hay là xấu, tu đặc biệt hay không tu đặc biệt. Quan trọng là làm chủ được tâm mình. Nhiều khi đau nhất hay là mất cái phản ứng thần kinh, tức là do cái cơ thể ta, nhưng mà tâm người đó nó không bị cái gì đó khó khăn. Trong Cảm Hứng Ngữ trang 80 đó, thì Đức Phật khẳng định rằng là Niết Bàn chứng đắc được bây giờ và tại đây thôi. Và điều này đã được lặp lại trong Trường Bộ tập 1 trang 156. Thì Đức Phật khẳng định rằng đó, để đạt được bây giờ và tại đây Niết Bàn á, thì hành giả phải thực hiện toàn mãn đời sống đạo đức, thiền định và trí tuệ. Và đạo đức ở đây đó phải được hiểu là đạo đức xuất gia. Còn đạo đức tại gia đó chỉ giúp cho một người phàm trở thành chân nhân thôi, chứ không thể trở thành thánh nhân. Chỉ với đạo đức xuất gia, khi mà các hành giả đã nỗ lực chuyển hóa được tham ái, nhất là cái dục ái,
thì nó con đường đạt được giác ngộ Niết Bàn mới thực hiện được. Vấn đề 2, các ngộ nhận về Niết Bàn dựa vào các nghiên cứu của các học giả phương Tây và phương Đông, chúng tôi tạm chia hai nhóm các học giả mà mô tả của họ về Niết Bàn đó nó có phần hơi thiên lệch và thậm chí có thể bị sai lệch, làm cho người ta khó hiểu đúng được bản chất của Niết Bàn theo tên là Phật dạy. Một trong những tác phẩm nổi tiếng của học giả phương Tây là Niết Bàn của Phật giáo và các nhà giải thích phương Tây, Buddhist Nirvana and Western Interpretations của học giả Webber, đã chia ra nhóm loại như thế. Số 1, giải thích Niết Bàn theo đoạn diệt luận. Phương hướng này là cho rằng Niết Bàn á là một trạng thái không còn gì hết, nó giống như là sự kết thúc sự sống của con người sau cái chết này. Sau cái chết á, rất nhiều người cho rằng nó là dấu chấm cuối cùng của cuộc đời, và người đạt được Niết Bàn không phải là ngoại lệ, cho nên á họ đối diện với sự hư vô. Niết Bàn nó một cái khác á, ngoài ý nghĩa đoạn diệt còn là một sự hư vô trống rỗng, vô vị, không có giá trị gì hết á. Bởi vì sự sống lúc đó đã kết thúc một cách vĩnh viễn rồi, và Niết Bàn một trạng thái tâm gắn kết với sự sống của con người, do đó nó cũng kết thúc theo. Tác phẩm Buddha, His Life, His Doctrine and His Order, cuộc đời giáo pháp và tăng đoàn của Đức Phật, của học giả Oldenburg, xuất bản năm 1882, có đoạn như sau: sự phủ nhận của Phật giáo về một thực thể bản ngã thường sẽ dẫn đến kết luận cho rằng Niết Bàn là đoạn diệt cả về phương diện tự nhiên lẫn logic. Ở đây học giả này cố tình lý giải rằng là nếu không hiểu được vô ngã lợi tố để giúp cho con người đạt được Niết Bàn á, thì việc chấp vào cái bản ngã không có thực thể đó sẽ làm cho người ta tin rằng là người đạt Niết Bàn không còn cái gì để trải nghiệm được, cho nên Niết Bàn đó được đem là hư vô. Nhiều học giả phương Tây có khuynh hướng lý giải như thế này, và các học giả mà là Tôn giáo đó từ xa xưa đã tấn công Đức Phật và đạo Phật cũng bằng lý luận này. Nếu cho rằng không có cái tôi thì ai là người trải nghiệm Niết Bàn mà Sa môn Gautama đã chủ trương? Cho nên nếu chấp nhận học thuyết vô ngã thì Niết Bàn không có, và khổ đau cũng không có. Là khi khổ đau và Niết Bàn thật là có, cho nên vô ngã là sai. Đó là cái lý luận rất mạnh của những người theo Bà La Môn giáo. Đang khi Đức Phật đó, thì không dùng cái chữ vô ngã mà dùng là phi ngã, anatta. Phi đây là chẳng phải là, còn vô là không có. Trong Đức Phật chúng ta có khoảng 200 ngày hôm nay, không thể nói là không có 200 tăng ni đang trong phòng này. Mà 200 tăng ni là những người được là cấu tạo bởi những cái tổ hợp thân thể rồi có đất nước với lửa, tâm mình còn có cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức. Gọi chung đó là năm tổ hợp nhân tính, hay là năm tổ hợp tâm vật lý. Chứ không thể nói là không có 200 tâm ni trong vòng này, không thể nói là vô ngã mà phải là phi ngã. Nhưng mà khái niệm này nó quá quen thuộc rồi, chúng ta tạm dùng vô ngã để dễ hiểu. Do đó Đức Phật không phủ định sự hiện hữu của con người
Đức Phật chỉ nói là tính tổ hợp tạo ra sự hiện hữu đó. Hay là các bạn, không có một thân thể bất biến, nó được trôi chảy, thay đổi và trở thành. Học giả Bushin trong tác phẩm The Way to Nirvana xuất bản năm 1917 cho rằng thật an toàn khi chủ trương rằng Niết Bàn là sự đoạn diệt. It's made therefore be safely maintained that Nirvana is annihilation. Thì đó là một cái quan điểm rất là lệch lạc, mặc dù học giả này rất nổi tiếng. Và ở trang 116 ông cho rằng Niết Bàn là đoạn diệt, bắt nguồn ít nhất cho chúng ta, nhưng từ các nguyên lý tổng quát của triết học Phật giáo và từ các tuyên bố rõ ràng của Đức Phật, theo ông ấy. Trên thực tế đó chỉ là những ngộ nhận rất là đáng tiếc thôi. Có thể một trong những nguyên nhân dẫn đến sự ngộ nhận này đó là vì người ta dựa vào cái ảnh dụ như củi hết lửa tắt, hướng đi của lửa là khó tìm. Lửa không có hình thù, hướng đi của lửa không tìm được thì nó trở thành giống như hư vô. Và do đó người ta đã lý giải cái ảnh dụ đó trở thành là sự đoạn diệt sau cái chết. Chủ trương đoạn diệt lực là một trong những nhận thức sai lầm đối lập với thường kiến luận mà Đức Phật đã kêu gọi tất cả con người muốn hạnh phúc phải từ bỏ chúng. Thì không có lý gì mà Đức Phật là chủ trương một Niết Bàn mang tính đoạn diệt luận được. Không trách gì các học giả, những người chưa làm quen với triết học Phật giáo, hoặc là có làm quen về học thuật nhưng chưa có trải nghiệm đạo Phật. Thời Đức Phật, tỳ kheo Yamaka mô tả trong kinh Tinh Hưng tập 3 trang 109 đến 115 một cái nội dung đại khái như thế này: ngay khi thân thể con người trở về với cát bụi, người đã nhổ sạch các phiền não hoặc là lậu hoặc, tức Asava, sẽ bị đoạn diệt và không còn hiện hữu sau khi chết. Là một tăng sĩ tu học với Đức Phật mà còn ngộ nhận nghiêm trọng đến thế, thì những người chưa có trải nghiệm đạo Phật, việc họ hiểu lầm Niết Bàn nói riêng và đạo Phật nói chung là có thể thông cảm được. Nhờ đó Đức Phật mới xác định rất rõ là bậc giác ngộ không nên bị đồng hóa hay tách rời khỏi năm giống nhân tính. Panchakhanda, cái não mụn ấy, thân thể đó thì được cấu tạo bởi đất nước lửa gió, còn bà lông giáo thì thiên yếu tố là không gian, đất nước lửa gió là không gian. Còn tâm nó thì gồm có bốn vị phương diện họ với hành thức, tức là cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức. Bậc giác ngộ đó vượt lên trên là năm uẩn, thế vì cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức của các ngài đó không bị đi theo hai cái nướng phản ứng, đó là tha mái và sân hận. Đang khi năm uẩn thì bị còn kẹt vào chút. Cho nên đánh đồng Đức Phật với năm uẩn là một sai lầm về nguyên tắc, về phương pháp. Khi ai đã đánh đồng bậc giác ngộ bao gồm Phật, Bồ Tát, A-la-hán với cái thân thể năm uẩn, thì lúc đó khi cơ thể này trở về với cát bụi và ta tin rằng đó cái sự giác ngộ đó đạt được Niết Bàn đó cũng kết thúc theo. Cho nên Đức Phật phải vui thoát khỏi năm uẩn và các bậc giác ngộ cũng thế. Nhưng mà nó là tất rồi hoàn toàn không được, thì sau khi giác ngộ các Đức Phật, các Bồ Tát, các A-la-hán vẫn tiếp tục sử dụng cái thân thể năm uẩn đó. Và nhận thức này sẽ giúp cho chúng ta không rơi vào quan điểm đoạn diệt lực, đoạn diệt của Niết Bàn. Đánh đồng mà mình giác ngộ với thân thể năm uẩn là đánh đồng bản ngã với thân thể. Mà thân thể chỉ là một phần của sự sống con người ta,
đất nước lửa gió không gian. Còn tâm thức đó là tồn tại song hành. Mặc dù tâm thức không thể tồn tại ngoài thân với cấu tạo của thần kinh mà cao nhất là bộ não, nhưng thân thể không phải là yếu tố tạo ra tâm như là chủ nghĩa duy vật đã ngộ nhận. Do đó ai đến đồng mà bản ngã với thân thể thì sẽ rơi vào ngộ nhận đoạn diệt sau khi chết. Mọi thứ kết thúc thì não đã ngưng động, ý thức không còn tồn tại và niết bàn trạng thái thanh tịnh cao nhất của ý thức, vì thế bị kết thúc theo. Đó là một bộ dạng đáng tiếc. Cho nên là chúng ta phải tránh lý giải niết bàn là đoạn diệt. Số 2, giải thích niết bàn theo siêu việt luận. Đây là phương hướng giải thích dầu có phần tích cực và đối lập với quan điểm đoạn diệt, nhưng lại đi vào một cái thiên hướng làm cho người ta có cảm giác niết bàn cái gì đó cao siêu đến độ con người không thể tiếp cận được, trải nghiệm được. Phương hướng này là Phật giáo Trung Quốc, nhất là Thiền Tông, thường sử dụng để mô tả về niết bàn. Còn trong Phật giáo Tam Truyền đó, người ta có thể đã dựa vào cái câu chuyện con rùa và con cá trao đổi với nhau. Con rùa kể với các chú cá và cô cá rằng là tôi sống ở trên bờ, đi ở trên bờ, tôi có thể bò trên cây, tiếp xúc với những thứ mà nó không có nước. Những cô cá và chú cá không thể nào tin được vì chúng chỉ giới hạn trong thế giới thủy tộc thôi. Ảnh dụ đó muốn cho thấy rằng là khi nào mà chúng ta trải nghiệm được cái kinh nghiệm thực tiễn đó, lúc đó chúng ta mới tin cái nội dung được mô tả về đó, về nó là đúng hay là sai. Còn ai chưa được trải qua đó thì chỉ là ngơ ngác thôi, hoặc là chấp nhận trên cái giả định, chứ còn cái thực tiễn đó là một cái gì đó còn quá xa về với họ. Từ cái ảnh dụ đó mà nhiều học giả, trong đó phần lớn là các học giả Phật giáo Nam truyền, lý giải niết bàn là cái gì đó siêu việt, là một thực tại siêu việt. Ở đó toàn bộ ngôn ngữ của con người trở nên bất lực, không thể mô tả đúng được mắt. Và một số học giả Bà La Môn thì cố tình lý giải niết bàn là đồng nhất với Phạm Thiên trong Áo Nghĩa Thư Upanishad Brahman. Và điều này nó dẫn đến là quan điểm thường kiến luận vì Thượng Đế Brahman ở trong Bà La Môn giáo được xem là một cái thực tại thường hành bất biến. Người đăng ký đạo Phật thì đi ngược lại với chủ nghĩa thường kiến. Trong kinh Trung Bộ tập 1 trang 484, Đức Phật xác định rất rõ là bậc giác ngộ không thể bị đồng hóa hay là biệt lập khỏi năm nhóm nhân tính và siêu vượt khỏi bốn khả thể hiện hữu, bao gồm hiện hữu, ho thi, phi hiện hữu, na ho thi, vừa hiện hữu vừa phi hiện hữu, ho thi ca na ho thi ca, và phi hiện hữu phi hiện hữu, ne ra ho thi na na ho thi. Và do đó niết bàn á bị lý giải ngộ nhận là một thân tại siêu việt khỏi bốn cái khả thể như trên. Nếu nói gọn lại đó thì bốn cái phán đoán triết học hữu hiện hữu, rồi phi hữu phi hiện hữu và phi hiện hữu, rồi phi hữu và phi phi hiện hữu, thực ra nó chỉ là một cái nhân rộng từ cái hiện hữu và phi hữu thôi. Cho hiện hữu thuộc về thường kiến, cho phi hữu thì thuộc về đoạn kiến. Cho nên niết bàn siêu việt lên khỏi những thứ này. Thế Đức Phật thì không có khuyên hướng cho rằng là niết bàn là một cái thân tại thương hành như là Thượng Đế thương hành, mà dầu niết bàn là không bị thay đổi theo thời gian. Hòa thượng Sahula
Trong tác phẩm What the Buddha Taught, Đức Phật dạy những gì, số bản năm 1959, cho rằng câu trả lời hợp lý nhất cho câu hỏi dưới bài là gì là điều này sẽ không bao giờ được trả lời một cách trọn vẹn và thỏa mãn bằng ngôn ngữ, bởi vì ngôn ngữ của con người quá nghèo nàn đến độ không thể giải thích được bản chất thực của thực tại tuyệt đó, tức Niết Bàn. Thế đây là cái cách mô tả giống giống như là các nhà thần học nói về Thượng Đế, toàn năng, toàn bi, toàn trí, siêu việt. Và cái tính siêu của Thượng Đế đó không thể lấy ngôn ngữ giới hạn, tư duy giới hạn, mô tả giới hạn, tri giác giới hạn của người phàm mà tiếp cận được. Người ta cũng áp dụng công thức tương tự, cũng không thể dùng ngôn ngữ giới hạn, tư duy giới hạn, mô tả giới hạn, kinh nghiệm giới hạn của con người phàm để nói về cái siêu việt tuyệt đối của Niết Bàn được. Sự vay mượn hay là bắt chước trong tình huống này là không thích hợp. Chúng ta tự nhớ cái câu chuyện Trang Tử đối thoại về niềm vui của con cá. Khi ông nhìn thấy con cá đang tu tăng bơi lội trong một cái ao, người phản biện với Trang Tử nói rằng là ông, tức Trang Tử, không phải là những con cá. Thế nào ông có thể biết được rằng các con cá đang vui? Thế là lại áp dụng một cái học thuyết chủ nghĩa siêu việt tuyệt đối để phản biện, để phủ định. Trang Tử đã nhanh chóng sử dụng công thức này nói với người bạn đang đối đầu với mình: ông không phải là tôi, làm thế nào ông biết rằng tôi không biết được những con cá đang vui? Ông kia bí lù. Thực tế đó, không nhất thiết phải trải nghiệm, chúng ta vẫn có thể cảm nhận được cái giá trị của Niết Bàn. Có điều đó, người trải nghiệm thì được an lạc thật, còn người biết Niết Bàn bằng tri thức đó, thì hiểu được cái giá trị của nó thôi. Thì khác nhau ở chỗ đó, chứ không thể nói là ngôn ngữ không thể mô tả được. Thực ra đó, bất cứ cái gì trên cuộc đời, từ khoắn cho đến cái nhà, cái cửa, chúng ta không thể mô tả đúng cái thực tại được. Chúng ta đang dán nhãn đặt tên lên thực tại thôi, một cách tương đối. Giáo sư Booth vào năm 1980 đã phát biểu: Niết Bàn không thể suy tưởng đến được, các mô tả về Niết Bàn do đó không thể trở thành tiêu chí. Vì vậy, Đạo Phật cho rằng Niết Bàn chân lý cao thượng nhất chỉ có thể được thực chứng trong từng cá nhân. Toàn bộ những lý giải này đã đều phát xuất từ cái câu chuyện con rùa và con cá vậy thôi. Nếu nói về thực chứng đó, thì trong bất cứ một lĩnh vực nào, từ đạo cho đến đời, phải trải nghiệm qua thì mới biết. Nhưng mà có những thứ chúng ta không cần trải nghiệm vẫn biết. Ví dụ, có cần thiết phải bị té xe do xe đó lăn vào trong cái vết đinh bị người ta rải trên đường để biết được cái tai nạn ở trên đường phố là khổ đau như thế nào không? Phần lớn tụi nó sẽ không. Chỉ cần nhìn thấy người khác té, bị thương, bị vỡ sọ, bị tàn tật, bị chết trên đường phố, người ta có thể cảm nhận được cái đau đớn là như thế nào rồi. Cho nên đó, có những cái không cần phải trải nghiệm thực chứng chúng ta vẫn biết được một cách tương đối. Cho nên bằng phương pháp này chúng ta cũng có thể mô tả được Niết Bàn chứ. Giáo sư Yajatilaka cho rằng là không phải do có điều gì đó Đức Phật không tự truy, nhưng những gì mà Ngài biết rằng trong ý nghĩa siêu việt không thể chuyên trở được qua ngôn từ, bởi lý do đơn giản ngôn ngữ là chủ nghĩa kinh nghiệm luôn có những giới hạn của chúng. Ở đây ông nhầm lý giải rằng là vì những cái giới hạn của kinh nghiệm và ngôn ngữ cho nên chúng ta có mô tả Niết Bàn, chúng ta cũng chỉ là vẽ ra cái bề mặt của Niết Bàn thôi, chứ không phải là cái thực tại của Niết Bàn. Mô tả như thế giờ không sai, nhưng mà làm cho ta có cảm giác rằng là Niết Bàn là cái gì đó khó quá, không thể đạt được.
Nói tóm lại, một mặt chúng ta không nên quy kết niết bàn là đoạn diệt theo sự kết thúc sự sống của cơ thể này sau cái chết. Nhưng đồng thời mặt khác, chúng ta cũng không nên dùng học thuyết thực tại là chủ nghĩa thực chứng tuyệt đối để nói rằng là niết bàn không thể được hiểu biết bằng mô tả và chủ nghĩa kinh nghiệm. Các học giả sau đây theo chúng tôi đó đã diễn đạt về niết bàn rất là trung đạo. Đứng đầu đó là giáo sư Johansson qua tác phẩm Tâm lý học niết bàn, Psychology of Nirvana, xuất bản năm 1969, bản dịch được chùa Giác Ngộ ấn hành nay cũng đã 10 năm. Đó là một trong những tác phẩm hay nhất về niết bàn, chuẩn nhất về niết bàn. Sau ông đó thì còn có các học giả khác như là Kalubahana trong lịch sử triết học Phật giáo, History of Buddhist Philosophy, xuất bản năm 1976, và Tilak Karatne Karuna Dasa, những học giả Tích Lan cũng đi theo khuynh hướng này để dần lý giải niết bàn có thể trải nghiệm được bằng thực chứng hoặc là bằng mô tả ngôn ngữ, để chúng ta có thể thấy niết bàn rất gần gũi và có thể đạt được bây giờ và tại đây. Theo tư tưởng Phật giáo được trích dẫn trong kinh Tạng Pali đó, thì niết bàn nếu là sự đoạn diệt, đó là sự đoạn diệt của tất cả các dòng chảy bất thiện ở tâm, akusala citta. Nhưng mà chúng ta có thể mô tả được, cảm nhận được, hiểu được chứ, chứ đâu có gì đến nỗi quá khó mà phải chứng đắc mới hiểu được. Hoặc đó là sự kết thúc tất cả các phiêu não, kalesa, khaya, hay là hoàn toàn đoạn diệt hiện hữu, không bị chi phối bởi sanh tử luân hồi. Điều quan trọng mà chúng ta cần ghi nhận tại đây đó, đối tượng được người chứng đắc niết bàn hướng đến là kết thúc toàn bộ khối khổ đau dukkha và nguyên nhân của chúng. Hoặc ở mức độ đơn giản hơn là toàn bộ các dòng chảy bất thiện ở tâm, akusala cetasika, tức là các cái tâm lý bất thiện, chứ không phải là bản thân của sự sống này. Chivi tam niroda, nhiều người ta cứ hiểu lầm đó, đại niết bàn là kết thúc sự sống, hay niết bàn sau khi chết là kết thúc sự sống thì mất luôn, lại càng không phải là sự đoạn diệt sự sống của con người cá nhân hay là thế giới ngoại tại. Người lên chứng đắc niết bàn vẫn tiếp tục sống, làm việc, phụng sự để giúp cho con người đạt được giá trị an vui tương tự. Sau đây là phân loại về niết bàn trong kinh Tạng Pali. Vấn đề 3: niết bàn khi còn sống. Về khái niệm, niết bàn khi còn sống được gọi thông dụng trong Hán ngữ là hữu dư y niết bàn, tiếng Pali là Kilesa Paranibbana, hoặc còn gọi là Sa Ubayi Sesa Nibbana, hay là Ubayi Sesa Parinibbana. Như là mô tả ra cách nào đi nữa thì ngữ nghĩa chính của từ này đó nhằm mô tả là người chứng đắc niết bàn vẫn tiếp tục tồn tại với thân thể này cho đến lúc mà người đó qua đời. Nhưng mà cái khác biệt căn bản giữa một người chứng đắc niết bàn đang còn sống với những người còn sống mà không có niết bàn, đó là toàn bộ cảm xúc và phản ứng thái độ của người chứng đắc niết bàn đó là không đi theo tham ái, sân hận và si mê. Còn người đang sống mà không đạt niết bàn đó, hoặc là
rơi rớt vào phẳng tham ái đối với những con người, sự vật, sự việc, tình huống mà mình ưa thích, hoặc là rơi vào phản ứng sân hận đối với con người, sự vật, sự việc, tình huống mà mình không thích, hoặc là trung tính đối với con người, sự vật, sự việc mà mình chưa có cái phản ứng. Nó là một cái thế diện của mình. Còn phản ứng của bậc giác ngộ nước bàn đó, đang lúc còn sống đó, các sự vật trong thấy, nghe, ngửi, biết chỉ đơn thuần là sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự biết, không có các phản ứng tham ái, sân hận, si mê và chấp thủ. Người chứng đắc niết bàn ở mức độ chuẩn là A-la-hán theo Phật giáo Nguyên Thủy. Thế đạo Phật Đại Thừa thì bao gồm mà Bồ Tát và Phật. Thì người đó đã đạt được sự kết thúc toàn bộ các lậu hoặc của tâm khi sa vô. Nhờ đó mà vị ấy có một đời sống đạo đức rất là thánh thiện, hoàn tất những gì đã cần làm, đạt được gánh nặng khổ đau xuống, đạt được mục đích cao quý, kết thúc hoàn toàn tất cả các tối buộc của tái hiện hữu, và quan trọng hơn là họ đạt được giải thoát bằng trí tuệ Samma Panya Viễn Tột. Cái khái niệm giải thoát bằng trí tuệ trong cái Hán Việt là tuệ giải thoát rất quan trọng. Tức là không có trường hợp giải thoát bằng niềm tin, giải thoát phải bằng trí tuệ. Mà trí tuệ chưa có, cho nên các bạn gọi là Samma Panya. Panya là trí tuệ rồi, Samma là chân chính, trí tuệ chân chính. Nó khác với những cái kiến thức của các khoa học gia, của các lý thuyết gia, của các triết gia, tôn giáo gia, đó là kiến thức. Như vậy, người chứng đắc niết bàn đang khi còn sống phải là người đạt được trí tuệ toàn hảo. Trong Phật thuyết như vậy, phần 38, Đức Phật xác định là sau khi giác ngộ đó, bậc đạt niết bàn vẫn tồn tại với năm giác quan. Do vì còn năm giác quan cho nên vị ấy vẫn còn các kinh nghiệm trải qua các giác quan, cho nên á vị ấy vẫn trải nghiệm được hạnh phúc, vị ấy vẫn cảm nhận được cái đau đớn của cơ thể, vị ấy vẫn có cái thích và không thích. Nhưng mà toàn bộ các hoạt dụng của tham ái, sân hận, vô minh và chấp thủ đã hoàn toàn kết thúc. Cái khác nhau nằm ở chỗ đó mà. Cho nên khi tiếp nhận thập Phật phẩm Phật phẩm đặc cúng dường, có nhiều vị A La Hán là ăn cái món A nhưng mà không ăn món B. Thì món B đó có thể là nó vô nó làm cho bao tử bị dưỡng hay là gan khó chịu, các ngài vẫn không thích ăn. Nhưng cái không thích ăn đó không phải là phẩm sân. Cái người A-la-hán vẫn có thể phát biểu là tôi không thích kẻ xấu, tôi không thích cái công bằng xã hội, tôi không thích cái bất công trong xã hội, tôi không thích cái hình thức khổ đau, thì đó không thể lý giải như là sân hận được. Do vì vẫn còn sống và do vì vẫn tiếp tục sống với các cái hoạt lực của nghiệp trong đời sống hiện tại, hoặc là các cái hậu quả của nghiệp trong đời sống từ quá khứ, cho nên tiến trình tâm vật lý của vị giác ngộ niết bàn đó vẫn phải hoạt động cho đến lúc vị ấy lìa khỏi cõi đời này. Nhưng bây giờ chấm dứt toàn bộ dòng chảy của lậu hoặc và những tâm lý bất thiện, cho nên đang sống bậc giác ngộ được niết bàn đó không bị khổ đau rồi. Tức là vị ấy vẫn có thể đối diện với rất nhiều các nghịch cảnh thách đố, bao gồm về thị phi, phê bình, chỉ trích, chống đối, thậm chí là không có người cúng dường. Nhưng mà cái khổ tâm và thái độ tâm lý với người phàm của chúng ta là không tồn tại trong bậc thánh.
Sau đây chúng ta sẽ khảo cứu khái quát về bốn đoạn mô tả trong tác phẩm Cảm Hứng Ngữ về Niết Bàn. Tức là được gọi là Udana, tức là một trong 15 tập tiểu bộ kinh. Và đây là những mô tả sâu sắc nhất về Niết Bàn, nói về các cái góc độ của Niết Bàn để giúp chúng ta loại trừ được các cái ngộ nhận không cần thiết. Mô tả một trong Cảm Hứng Ngữ có một cảnh giới tức Ayatana, nơi đó không có đất, nước, lửa, gió, không có không vô biên xứ, không có thức vô biên xứ, không có phi tự vô biên tự xứ, không có thế giới này, không có thế giới bên kia hay cả hai, không có mặt trời, không có mặt trăng. Đây là điều ta gọi là giải thoát khỏi sự đến và đi, giải thoát khỏi sự hình thành, phát triển và hoại diệt, không có bắt đầu, không có hình thành, không có kết quả và không có các nguyên nhân. Đó thật ra là sự chấm dứt toàn bộ khổ đau. Cảm Hứng Ngữ đoạn 80, đây là mô tả sâu sắc nhất. Thứ nhất đó, Niết Bàn không phải là một cảnh giới gồm đất, nước, lửa, gió. Cho nên đó, chúng ta không nên đánh đồng Niết Bàn với cõi Phật. Và gồm quan trọng nhất là Cực Lạc, Tây Phương của Đức Phật A Di Đà, Đông Phương của Đức Phật Nhật Sư, hay là bất cứ một vị Phật nào quá khứ, hiện tại và vị lai. Hiện nay tịnh độ trong có khuyên hướng lý giải thì đó là Cực Lạc, nó như là Niết Bàn vậy. Ngay cả khái niệm khổ còn không có, huống hồ là có thật. Thực tế chúng ta không thể tìm thấy một cái cảnh giới như vậy. Khổ không phải là cảnh giới, khổ nó thuộc về thái độ tâm, phản ứng cảm xúc của tâm đối với hoàn cảnh sống. Còn thế giới bảy báo của Tây Phương Cực Lạc đó, nó không phải là Niết Bàn. Vàng bạc ngọc ngà lưu ly san hô hộ phách chân trâu mã não, tức là vàng bạc đá quý thôi, triệu phú tỷ phú cho nên tên này có không thiếu. Nhưng mà có hẳn rằng những người tỷ phú nứt vách đổ tường sống trên kim cương đó được hạnh phúc đích thực hay không? Câu trả lời không chắc chắn. Vì người khổ nữa là khác. Cho nên đó, bản chất cảnh giới dù có sang trọng bằng bảy báo cũng không phải là Niết Bàn. Còn cái Cực Lạc nó thuộc về trạng thái tâm. Mà trạng thái tâm nó được mô tả trong cái Đại Di Đà đó, muốn được như thế thì phải đủ năm tiêu chí. Thứ nhất, đã được căn lành lớn, hết tham ái sân hận si mê chấp thủ. Thứ hai, đạt được công đức lớn, tức là làm các Phật sự, thiện sự, từ thiện. Thứ ba, là đạt được nhân duyên tốt lớn, môi trường điều kiện thuận lợi để cộng tu. Thứ tư, là pháp âm lớn, tức là dữ liệu ta bà được sử dụng làm chánh nhân si diệt tịnh độ. Và thứ năm là niệm Phật giúp ta bắt loạn. Thứ ai mà đạt được như thế đó, thì cái tâm trạng của họ và hành động của họ chính là Cực Lạc. Và đó có thể được hiểu như là Niết Bàn. Ở cái đoạn mô tả trong cái thứ một này đó, chúng ta còn thấy là Đức Phật gọi là khuyên chúng ta không nên đánh đồng là Niết Bàn với bốn hệ sắc giới. Thậm chí là cao nhất là diệt thọ tưởng định, nó không phải Niết Bàn. Vì Đức Phật đã từng chứng được bốn thiền này ở hai học giả Arara và Uddaka trong mấy tháng tầm sơ học đạo. Rồi sau đó ngài phải từ bỏ nó. Thì đó không phải là cái kết quả hay là mục tiêu mà Đức Phật hướng đến. Khái niệm không phải mặt trời, không phải mặt trăng, thế giới này, thế giới kia, cho thấy nó không phải là cảnh giới, do là cảnh giới của Phật. Còn những cái cụm từ mô tả còn lại đó, là nó không bao gồm sự đến, sự đi, nguyên nhân, tập thể, rồi phát triển, hoại diệt. Ý của nó là Niết Bàn đó vượt ra khỏi tính điều kiện, tính hình thành, tính tương thuộc. Vì cái gì mà được hình thành bởi sự tương thuộc, khi yếu tố đó không đủ, nó sẽ phải bị diệt vong ra.
Cho nên là quan trọng nhất á, chúng ta phải hiểu là niết bàn á là sự kết thúc toàn bộ các khổ đau. Còn các cái cảnh giới thiền á, vô sắc á, thực ra không phải là của Đạo Phật đâu. Các vị Bà La Môn á đã chủ trương như thế trước khi Đức Phật giác ngộ. Còn bốn thiền mà Đức Phật chủ trương á thì gồm có sơ thiền, ly dụng sinh hỷ lạc, nhị thiền định sinh hỷ lạc, tam thiền ly hỷ diệu lạc, tức là cái an lạc màu nhiệm do chúng ta bỏ đi những cái chấp vào những cái khoái lạc giác quan. Và cái thứ tư là xả niệm thanh tịnh, thì tâm trở nên trơn thông hóa. Thì tại đó đó, chỉ cần hướng tâm về tâm minh và tứ trí, chúng ta sẽ trở thành là bậc giác ngộ. Cho nên từ sau này Đức Phật không có khuyên hướng khích lệ là phải bắt buộc trải qua bốn thiền vô sắc giới và diệu thọ tưởng định, vì chúng là của Bà La Môn gia. Mô tả hai trong cảm hứng ngữ. Đoạn mô tả nguyên nhân như sau: sự nhận chân tính không thực thể của mọi hiện hữu quả thật là khó, chân lý cũng không phải dễ dàng để nhận ra. Tham ái được tuệ tri đối với người tuệ giác, và không còn gì vướng mắc đối với người đã thấy được chân lý niết bàn. Đoạn mô tả rất ngắn này đã cho chúng ta thấy đó, trải nghiệm và thực chứng được vô ngã là yếu tố không thể thiếu đối với người chưa nói niết bàn. Nhưng mà định lý này nó chỉ đúng theo chiều thuận thôi. Trải nghiệm vô ngã để đạt được niết bàn, chứ đừng có nói là vô ngã là niết bàn. Ở đây đó, vô ngã nó gồm có hai phương diện. Về vật lý học đó, thì mọi sự vật được cấu tạo bởi những cái khác, bởi nhiều yếu tố, rồi không có thực thể bên trong, cái đó được gọi là phi ngã. Còn về phương diện là tâm lý học đó, chúng ta không có chấp vào cái tôi, cái tự ngã và cái sơn của tôi, thì cái đó là người đang giải phóng toàn bộ nỗi khổ niềm đau. Cho nên hiện tượng mà chứng đắc được niết bàn, cho nên trải nghiệm vô ngã là niết bàn. Nhưng sẽ làm khi chúng ta cho rằng vô ngã là niết bàn, bởi vì cỏ cây hoa lá các vật vô tri vô giác đều là vô ngã, nhưng chúng chẳng có niết bàn. Hay nói cách khác là niết bàn là một sự trải nghiệm các cảm giác, tâm tư, nhận thức không bị vướng vào các cái phản ứng tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ. Còn các vật vô tri không có được cái sự làm chủ đó, cho nên chúng không thể gọi là niết bàn. Do đó sẽ là một sai lầm nếu ta có khuyến cho rằng vô ngã là niết bàn. Yếu tố để đạt được niết bàn ở đây được mô tả rất gọn, đó là kết thúc các hoạt dụng của tham ái, bao gồm ba phương diện: dụng ái, tức là tình yêu và tính dục; hữu ái, nhu cầu tái sinh, nhu cầu có con, nhu cầu tiếp tục có mặt; vô hữu ái là cái trầm cảm muốn được kết thúc sự sống, hoặc là họ muốn tiếp tục làm con người của một cái công nhân nào đó, hay là những lời than vãn kiếp sau xin chết làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà reo. Tức là chán nản đến độ tuyệt vọng, không muốn làm con người nữa, đó là vô hữu ái. Ai kết thúc được ba phương diện đó đó, thì toàn bộ hoạt dụng tam ái đó đã được kết thúc. Cho nên người đó không còn được, không bị vướng kẹt bởi bất kỳ một vướng mắc nào. Nói cách khác, theo Đức Phật trong đoạn kinh này đó, tham ái chính là sợi dây vướng mắc mà nó trói buộc chúng ta trong tham lam, giận dữ, si mê, cố chấp và các cái phản ứng âm tính tiêu cực. Mô tả ba trong cảm hứng ngữ. Quy luật như sau: này các tỳ kheo, có một thứ hiện hữu vốn không được sinh ra a cha tâm, không bị trở thành a bu tâm, không được tác đạo a ra tâm, không bị điều kiện quá a kham kha tâm,
Này các tỳ kheo, nếu cái không được sinh ra, không được trở thành, không được tác tạo, không bị điều kiện hóa đó mà không có hiện hữu, thì rõ ràng là sẽ không có sự giải thoát khỏi cái được sinh ra, bị trở thành, được tạo nên và bị điều kiện hóa. Nhưng như chúng ta từng chứng kiến, nhưng này các tỳ kheo, do vì từng có sự hiện hữu của cái không được sinh ra, không được trở thành, không được tác tạo, không bị điều kiện hóa, nên con đường thoát khỏi cái được sinh ra, cái được trở thành, cái được tạo nên sẽ được biết đến. Đó là một đoạn mô tả rất hay, nói về tính vô vi của Niết Bàn. Đoạn thứ này có thể được lý giải bằng cái ảnh dụ như sau. Con đường Nguyễn Kiệm ở quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, có thể đưa vào đó khách bộ hành và khách đi xe đến được Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng chúng ta không thể nói rằng là Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh là kết quả của con đường Nguyễn Kiệm. Cái con đường đó là cái phương pháp đưa vào đó để chúng ta đến được học viện thôi. Và học viện nó có sẵn, chứ đâu phải là kết quả của con đường. Cho nên sẽ là một sai lầm nếu chúng ta cho rằng là Niết Bàn là kết quả của cái gì đã. Trong quá trình mô tả, chúng ta có thể nói để hướng dẫn người tu phải nương vào Bát Chánh Đạo để đạt Niết Bàn. Nhưng Bát Chánh Đạo không phải là cái tạo ra Niết Bàn. Niết Bàn là cái trạng thái không bị trở thành, không được tạo tác, không bị điều kiện hóa, không bị duyên khởi. Vì những thứ như thế mang tính điều kiện, cái gì điều kiện, cái đó vô thường, cái gì vô thường, cái đó bị ngoại diệt bởi thời gian. Là vì Niết Bàn đó là siêu vượt thời gian. Đây là đoạn mô tả của cảm hứng ngữ nói về tính siêu vượt thời gian, Akirito. Và cái đó là có thật. Như vậy, người đạt được Niết Bàn không thể trở thành hư vô được. Thế sau khi chết đó, trạng thái Niết Bàn ở người đạt Niết Bàn vẫn tiếp tục tồn tại. Rồi giống như vàng đã trở thành nguyên chất rồi, thì vàng đó không thể nào bị tạp chất hóa. Tôi nghe vừa là cảm dụ con sư tử vàng, cái đuôi sư tử, hậu môn sư tử, bộ phận của đuôi sư tử, hay là chân nắm vuốt lông sư tử, cũng không khác gì với cái đầu sư tử. Thế vì nó như là bằng chất liệu vàng, vàng đúng tuổi. Thì cũng tương tự, đã đạt được cái bàn rồi thì không bị thôi sụp, không bị khổ đau chi phối, không bị điều kiện hóa, không bị mất đi. Và đây là cái đoạn rất quan trọng để chúng ta thấy rằng là sau khi chết, người chứng đắc Niết Bàn không trở nên hư vô. Mô tả bốn trong cảm hứng ngữ. Đối với người còn chấp mắt sẽ có tính không vững vàng. Đối với người không còn dướng mắt, sự không vững vàng đó sẽ không còn. Một khi sự không vững vàng không còn thì sự an tịnh sẽ hiện hữu. Khi có sự an tịnh sẽ không còn đam mê. Khi không còn đam mê sẽ không còn sự đến và đi trong luân hồi. Khi không còn đến và đi trong luân hồi thì không còn chết và tái sinh. Khi không còn chết và tái sinh thì không có đời này, đời sau và sự chuyển tiếp giữa chúng. Đó thật sự là sự chấm dứt của toàn bộ khổ đau. Mô tả về đạo Niết Bàn này đó rất là ấn tượng. Để bắt đầu từ cái mắt xích của sự dính mắt. Khi cái dính mắt nó kéo theo một cái chuỗi phản ứng là mắt dữ dàng, gây ra khổ đau, không còn an tịnh, trở nên đam mê, tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ, đến và đi trong luân hồi, và tiếp tục chết đi sống lại, từ cái sống này sang nhiều kiểu sống khác. Và cái khổ đau bao gồm sầu, bi, khổ, ưu, não, nó bám víu vào con người đó giống như con trâu dai, xin lỗi, con đĩa dai bám trên thân con trâu vậy.
và đảo ngược lại cái mô tả đó đó, thì người chứng đến niết bàn là không còn vướng mắc, trở nên rất vững vàng, bản tâm rất an tịnh, không còn khắc ái, không còn đến mà đi. Tức là vượt lên trên sự đến và sự đi, sự tập thể, sự hiện hữu, sự quỷ diệt, và toàn bộ khổ đau liên hệ đến những thứ đó đó đã kết thúc. Đó là bốn đoạn mô tả về bản chất của niết bàn. Và do vậy chúng ta có thể nói rõ lại, niết bàn là trạng thái tâm, nơi đó không còn tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ, không còn các nguyên nhân để cấu tạo lên chúng. Niết bàn không phải là cảnh giới, mà là trạng thái tâm thanh tịnh. Niết bàn có thể chứng đắc bây giờ là tại đây. Vấn đề 4, niết bàn sau khi chết. Đây là khái niệm dễ bị hiểu lầm nhất, dễ bị suy luận sai lệch nhất đối với một bậc đã được giác ngộ. Trong tác phẩm Phật Nói Như Vậy, phần 38, tức là 11 trong 15 tập tiểu bộ kinh, có đoạn mô tả như sau: thế nào là niết bàn vô dư y? Ở đây một vị A-la-hán đã diệt sạch các dòng lậu hoặc và phiền não, đã sống hoàn thành đời sống thánh thiện, đã thực hiện toàn mãn các điều cần làm, đã đặt gánh nặng khổ đau xuống, đã chứng đắc mục đích giải thoát, chấm dứt được các trói buộc của tái hiện hữu và giải thoát bằng trí tuệ. Ở vị A-la-hán đó, trong đời sống này tất cả các cảm giác không còn tham luyến nữa đã hoàn toàn bị dập tắt. Đây gọi là niết bàn vô dư y. Như vậy đó, đoạn mô tả niết bàn vô dư y gồm có hai nội dung. Thứ nhất, cũng giống như niết bàn hữu dư y, toàn bộ các dòng lậu hoặc mở khổ niềm đau đã kết thúc hết, đời sống thánh thiện đã xong hết, giống như là cái mô tả giác ngộ, tức là giải thoát tri kiến, tái sinh đã tận, hành tánh đã thành, việc nên đã làm, không còn trở lại sanh tử này nữa. Đó là cái thứ nhất. Với thứ hai đó là vì vị này không còn tham ái, và tham ái đã hoàn toàn được dập tắt, cho nên đó là vị đó đó không trở nên bị mất vĩnh viễn. Chứ nếu mà mình chỉ lý giải niết bàn vô dư y là cái chết của người đã được giác ngộ, thì lúc đó ta nói rằng là được giác ngộ đó sống an lạc hạnh phúc ngay trong cái cơ thể này, và cơ thể này đó trở nên hư vô, theo trở về với đất nước nữa đó, thì cái an lạc đó cũng kết thúc vàng. Cho nên chúng ta phải nhớ đến hai phương diện của vô dư y để chúng ta có thấy là người chúng ta biết bạn không còn phải chịu cái cảnh trở thành hay là tái hiện hữu, thì cảm giác hay là chủ nghĩa kinh nghiệm giác quan Veda Jitani đã hoàn toàn dừng nghỉ. Trong trường bộ tập 3 trang 216 cũng như tương ứng tập 4 trang 259, người làm được giác ngộ niết bàn đó được mô tả là giải phóng khỏi ba nhóm khổ đau. Thứ nhất là khổ đau vật lý, dukha, dukhata, thường được dùng Hán Việt là khổ khổ, tức là những khổ đau trên cơ thể này, bao gồm đau nhức nhưng mà họ không bị khổ. Đau thì có thể đau do phản ứng thần kinh đối với một bộ phận nào đó của cơ thể đang bị bệnh, nhất cũng là một phản ứng thần kinh, nhưng mà cái khổ tâm về cái bệnh đau lúc đó là hoàn toàn không có mặt trong bậc chứng đắc niết bàn. Đây là được Đức Phật mô tả rất kỹ trong chương Đại Bát Niết Bàn thuộc kinh Trung Bộ, hoặc là kinh Đại Bát Niết Bàn của Đại Thừa. Đức Phật nhất là trong Đại Bát Niết Bàn Đại Thừa đó đã phải nhập 28 lần chín loại thiền định để vượt qua được cái đau nhức toàn thân do ăn phải nấm heo rừng độc
nhưng mà trạng thái khổ tâm hoàn toàn không có mặt ở Đức Phật. Thứ hai, những đau khổ do sự thay đổi ngược chiều của sự vật, cái đó được gọi là Vibhavi Nama Dukkha, thường dịch trong Hán Việt là hoại khổ, tức là khổ đau do sự biến hoại của vô thường. Chẳng hạn như đau khổ do đối diện với cái chết, bệnh tật, tàn phá, đổ nát, mất nát, già nua, tự nhiên. Đối diện trước những cái biến cố đó đó, thì người chứng đắc Niết Bàn không hề trỗi dậy một cái tâm niệm khổ nào hết, không có nước khan. Thứ ba, đau khổ do thay đổi tâm lý gây ra, tiếng Việt gọi là Sankhara Dukkata, Hán Việt dịch là hành khổ. Tức là những khổ do bằng hành tâm lý, tức là khổ trong tâm tư. Những người sống nội tâm đó, thì khi bị khổ đó, cái đè nén đó đã làm cho họ dần dần mất sức chịu đựng. Và nếu không vượt qua được cái này đó, sau thời gian bị trầm cảm. Trầm cảm là một bệnh lý tâm thần, nếu không điều trị kịp thời thì họ có thể dẫn đến quan tưởng đa nhân cách, mà dân gian thường mê tín gọi là ma nhập. Họ đóng vai một người khác, ý dịch như một con ma. Hoặc là họ bị rơi vào quan tưởng thính giác, tức là nghe một âm thanh hoặc ám ảnh hoặc hoặc là ấn tượng thường xuyên trong lỗ tai. Hoặc là họ bị quan tưởng thị giác, tức là thấy con người, con vật, sự vật đang diễn ra trước mặt mình. Hoặc bao gồm quan tưởng thính giác và thị giác, tức là vừa thấy mà vừa nghe, cho nên họ nói nhảm một mình, đó là bị hơi nặng. Còn quan tưởng nặng nữa đó thì họ sẽ đóng vai là thánh, là Bồ Tát, là A-la-hán, là ông trời, là Tôn Ngộ Không, là thần linh, là các nhân vật siêu phàm. Cái đó là bó tay chống cơm. Như vậy là những cái thay đau khổ về tâm lý, tâm tư là hoàn toàn không có mặt ở bậc chứng đắc được Niết Bàn. Chất lượng sanh tử đã được kết thúc ở bậc giác ngộ Niết Bàn, cho nên người chứng đắc Niết Bàn sau khi chết không phải là đoạn diệt hẳn, vì theo Đức Phật là bạn có sự tiếp nối hiện hữu ở một hình thế này hay là một thế khác. Và bậc giác ngộ sau khi chết á, vượt thoát khỏi mọi vấn nạn. Do đó sẽ là một sai lầm nếu cho rằng Niết Bàn là đoạn diệt sau khi chết. Chúng ta cùng ôn lại hai dụ ngôn. Thứ nhất á, là dụ ngôn về lửa đã tắt trong kinh Tạng Pali, đặc biệt đó là kinh Trung Bộ tập 1 trang 484. Và thứ hai đó là dụ ngôn trong kinh Đại Bán Thứ Ba, như là mặt trời. Trong kinh Trung Bộ vừa nêu đó thì có các bốn phái đó sau đây liên hệ đến Đức Phật bằng các câu hỏi: Như Lai tồn tại sau khi chết, Như Lai không tồn tại sau khi chết, Như Lai vừa tồn tại vừa không tồn tại sau khi chết, Như Lai chẳng phải tồn tại, chẳng phải không tồn tại sau khi chết. Đức Phật thường là liệt chúng vào những câu hỏi không thích hợp Na U Bê Ti với tình trạng của một bậc đã giác ngộ sau khi chết, cho nên thường Ngài giữ thái độ yên lặng không trả lời. Không phải vì Ngài không biết hay là bị bí lùn, thì Ngài thấy đó, việc trả lời như thế là hối. Và nó có thể dưới cỡ thêm những cái câu hỏi không cần thiết, mất thời gian. Tại đây Đức Phật đã đưa ra một cái ẩn dụ về nhiên liệu đã kết thúc, thì lửa không được là bật cháy lên. Hoặc là khi lửa bật cháy lên và kết thúc với cái sự cháy của lửa, chúng ta không thể truy tìm cái hướng đông tây nam bắc, đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, thượng và hạ của lửa. Và có lẽ đây cũng là một trong những cái ẩn dụ bị các học giả phương Tây và Ấn Độ giáo có cố tình lý giải Niết Bàn đó là quả diệt,
khi là sau khi chết. Ê, vì lửa tắt à, giống như mất hẳn, không có hướng đi gì hết, tức là không có hình tù, được hiểu là không có một hình thức tái sinh mới, không có cái gì hết, thì đó được hiểu là đoạn diệt. Còn nếu bị dập tắt trong tiếng Bali gọi là Minuto Agi. Các bậc A-la-hán đã thoát ra khỏi danh và sắc. Danh nó thuộc về tâm, sắc nó thuộc về cái khôi. Và đó là yếu tố đầu tiên, bao gồm bốn cái yếu tố các hình thành đơn. Đó là tinh cha, chứng mẹ. Tinh cha chứng mẹ phối hợp trong ngày người mẹ có thể thụ thai. Và ở một nơi nào đó có một người chết vừa qua đời, mà nghiệp mẫu số của họ đó là tương đương, cho nên đó dẫn đến tình trạng sanh ra làm cha mẹ một con cái của nhau. Kinh tập tức là Suttadinta, một trong 15 tiểu bộ kinh đã khẳng định như thế. A la hán thoát khỏi danh và sắc. Như vậy chúng ta mô tả cái cảnh giới sau khi chết qua đó là gì, như trong bộ người điêu, đó là câu hỏi không thích hợp nên không trả lời. Không chỉ những người các tôn giáo là Sa môn Bà la môn thời Đức Phật thắc mắc và cảm thấy không thỏa mãn, mà ngay cả những nhà Phật học đại thừa cũng cảm thấy không thỏa mãn về lý giải người điêu. Kim Đà La Niết Bàn là nỗ lực đầu tiên của kinh điển Ba La đại thừa nhằm lý giải cái trạng thái của bậc giác ngộ sau khi chết. Ảnh dụ đó được gọi là ảnh dụ như là mặt trời. Kim Đà La Niết Bàn mô tả như sau: mặt trời chưa từng có sự lặn vì mặt trời chưa từng có sự mọc. Mặt trời chỉ quay theo quỹ đạo của chính nó thôi. Chúng ta thấy 26 thế kỷ trước, ẩn dụ về mặt trời chưa từng mọc và lặn là quá sâu sắc. Các nhà vũ trụ lượng ngày nay đều thừa nhận đó là một chân lý đó. Lệ thuộc vào góc quang học của chúng ta trên địa cầu, và buổi sáng chúng ta thấy là mặt trời mọc lên, có nơi rất là to, rất tròn, rất đỏ, có nơi to vừa, tròn vừa, đỏ vừa, có nơi nó hơi mờ nhạt. Rồi sau 12 giờ trung bình, mặt trời sẽ lặn đi, ngoại trừ thủy điện, nhất là 3 tháng mùa hè, 6, 7 và 8. Một ngày đó họ chỉ trải nghiệm được có khoảng trung bình 2 giờ hơi tới tối thôi. 11 giờ khuya ở tại thủy điện đó, nó vẫn giống như là 3 giờ chiều của Việt Nam. Đó là nơi mà cái góc độ quang học đặc biệt nhất, ánh sáng của mặt trời nó chói rọi ở trên địa cầu chúng ta nhiều nhất mà. Ở đó hầu như người ta không biết ban đêm là gì. Vậy đó đó, nhà cửa phải có màn che hết. Đến giờ tối ngủ thì phải làm màn che tắt hết đèn bên trong đó, để tạo ra cái cảm giác là ban đêm để ngủ đó. Chứ mà đi ra ngoài đường là không thể nào ngủ được. Mặt trời nó chói lọi, từ 2 giờ kia không chói lọi ra. Khi mà mặt trời được xem là lặn đi ở nửa vòng trái đất này, đồng lúc ấy ở nửa vòng trái đất kia, mặt trời được có cảm giác là đang mọc lên và chiếu soi. Thực ra là mặt trời đang xoay theo một quỹ đạo, cứ như thế là nó xoay tiếp tục thôi. Đó là một ảnh dụ rất sâu sắc. Ý muốn nói rằng là các bậc Như Lai đến với cuộc đời như thế, đi với cuộc đời như thế, theo một quỹ đạo như thế. Các bậc Như Lai cũng giống như mặt trời chưa từng bị mất đi sau khi chết, giống như là chưa từng mọc ra, tức là chưa từng sinh ra, chưa từng kết thúc. Như Lai là như thị, đến như vậy, ra đi như vậy, tồn tại như vậy, làm nó như vậy, và kết thúc ở địa cầu chúng ta. Sau 80 năm tuổi thọ, Đức Phật lại tiếp tục có mặt theo cái quy định của Ngài ở những hành tinh khác, bằng lòng từ bi, bằng phát nguyện để độ sinh ra. Thì đó là cái cách lý giải theo chúng tôi rất sâu sắc để giải quyết cái vấn nạn lửa hết cửa tắt lửa hết. Thì bậc đó đi đâu? Ở đâu? Cho nên Kinh Đại Thừa đã mở ra một cái cửa mới,
để cho các nhà triết học của Bà Lộc Bà Lộ Môn có thể thỏa mãn được rằng là nỗ lực bao nhiêu năm tháng để đạt được Niết Bàn bây giờ người ta đây là hoàn toàn không phải là vô uổng, vô bổ, rất có ý nghĩa, giống như mặt trời vậy. Kinh Trung Bộ tập 1 trang 139 nói: trong thế giới hữu hình này, này có tỳ kheo, ta nói rằng Như Lai không thể siêu lượng được, do Như Lai đã giải thoát khỏi năm nấm danh tính tâm vật lý. Tức là thoát khỏi năm nhóm tâm vật lý, sắp họ tự hành thức. Thì đó có nghĩa là Như Lai không tiếp tục có mặt, giống như mặt trời thôi. Nói tóm lại, khi khảo cứu về khái niệm Niết Bàn qua mô tả khẳng định, phủ định, ẩn dụ, chúng ta thấy được cái giá trị của Niết Bàn. Và để thấy được cái giá trị Niết Bàn là ai là tuyệt đối siêu được thời gian và không gian, chúng ta phải nắm vững được Niết Bàn khi còn sống vẫn còn các hoạt động, nhưng mà không còn tha mái sa hạnh sinh mệnh chấp thủ, và sau khi chết á, Niết Bàn không phải là mất hẳn, giống như là bằng mặt trời chưa từng có mọc và lặn. Chúng ta kết thúc phần 1 tại đây.